Đây nghe nhau mấy chú đi không thầy cái gì ê nghe hay đây hỏi cho anh chơi game nào vậy ê ê đẹp không anh có tập không đã nói không hôm nay phải làm cho chị vui mà như thế này đó chết luôn à ngã luôn rồi chết chết luôn đúng không à, dậy này cần toa chưa mèo này gì you
Đây, mắt xin tôi mắt đúng là kèm ngon chết mấy chết đây có mèo này anh chơi nhà con mèo này kìa đấy mèo đấy mèo nhiên sao gơ là thằng nào ta? Cách nói chuyện của người Tiền Giang giống nhau hả? Chị gì cũng nói cái thứ gì hay nói cô đấy. Giống nhau thì ăn giống đi đâu mà khổ thế. Sao? Thôi, nói xin lỗi. Rồi dám cấu chị. Đau quá trời ơi cái đó. Giờ cũng mời đi em không? Chị phá. Đi game mà vậy? Không ai lay động cái nhỉ, anh đừng đi game vậy. Cái gì vậy? Sao cái gì hay không? Ngủ cái gì hay? Mà đặt nó cho tôi chơi game mới sao gì hay Thôi ai thơm nè. Ai làm gì ai thơm nè. Nó xịt cái nó quay ra rồi. Vậy nó ngủ rồi là ông khác chứ. Ông khác xíu quá. Ai chưa thích một cái game đâu để cho em đâu. Có ngủ yên xì. Ngủ đi bây. Anh có cái ghê đó. Không? Không? Còn chấm người kìa. Chấm người kìa. Chấm thường à. Chấm người ta. Ê, chấm thằng kia. Dạ, từ game khi về ba thằng em đổi chí rồi. Ừ, hai rồi. Khi nào fancy nữa. Chị em cũng nhã không kìa, cũng chơi ấy kìa. Gì? Nhã không chơi đánh bắn lên đó, chơi game quý có nhiều người vô chơi với chơi cái đội á. Đội với em. Rồi sẽ rủ người ta ăn chơi. Anh chỉ ở nước ngoài không? Chết rồi. Nó khi con heo nó cũng hiền một chút. Giờ anh chơi lẻ ba cũng nặng chết mẹ. Mẹ để đồng hồ này cũng được đồng hồ quý đó. Dạ. Anh chết anh hồi. Anh chạy. Dạ. Dạ. Chẳng cũng được cái đồng hồ nữa. Chè tới không mua quả đáy nữa. Thôi em đâu cần đâu, ngày mai mà. Dạ, thế ngày mai, ngày mai. Em để mặt lại. Như thế nào, người ta xem cái có gì hay không? Cái con này em mới đâu về đây. Không nhìn thấy gì cả.
Ba người Ấn Độ. Đã thế rồi, quay cái không ghi nữa, nãy quay phim nãy giờ.